cô và trò chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung của bài 3, trên hình và tranh ảnh vào trang trình chiếu. Bài học này của chúng ta có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Mục tiêu thứ hai, thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu. Và để đạt được các mục tiêu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các hoạt động cơ bản. Đầu tiên, cô mời các em cùng tìm hiểu về hoạt động cơ bản 1, chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Các em đã được học cách chèn hình và tranh ảnh vào trang soạn thảo rồi phải không nào? Vậy thì cách chèn hình và tranh ảnh vào trang trình chiếu cũng tương tự như cách chèn hình và tranh ảnh vào trang soạn thảo. Dựa vào gợi ý này của cô giáo, em hãy thực hiện nối chức năng đúng với các lệnh trong hình dưới đây. Thời gian để thực hiện các yêu cầu này là 1 phút. Em hãy bấm tạm dừng video để bắt đầu thực hiện nhé. Nào, bây giờ chúng mình cùng xem kết quả của cô giáo. Nút lệnh chèn tranh ảnh là nút lệnh picture. Nút lệnh chèn hình là nút lệnh save. Sử dụng các nút lệnh này như thế nào? Để thực hiện được cách chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu, em sẽ thực hiện qua 3 bước. Bước 1, trong thẻ Insert, chọn nút lệnh Picture. Bước 2, trong cửa sổ Insert Picture, nháy chuột lên hình ảnh muốn chèn vào trang trình chiếu. Bước 3, chọn Insert để chèn hình ảnh. Tương tự như vậy, chúng ta có các bước để chèn hình vào trang trình chiếu như sau. Bước 1, trong thẻ Insert, chọn nút lệnh Save. Bước 2, nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách. Bước 3, di chuyển con trỏ chuột vào trang trình chiếu. Con trỏ chuột chuyển thành dấu cộng, nháy chuột lên vị trí muốn chèn để chèn hình. Để xem cô giáo làm mẫu nhé. Để thực hiện chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu, chúng ta sẽ thực hiện qua 3 bước. Bước 1, trong thẻ Insert, chọn nút lệnh Picture. Cửa sổ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh muốn chèn. Bước 3, chọn Insert để chèn ảnh. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong thao tác chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu. Mời các bạn cùng quan sát thao tác chèn hình vào trang trình chiếu. Để chèn được hình vào trang trình chiếu, chúng ta cũng thực hiện qua 3 bước. Bước 1, trong thẻ Insert, chọn nút lệnh Save. Bước 2, nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách. Bước 3, di chuyển con trỏ chuột vào trang trình chiếu. Khi con trỏ chuột đã chuyển thành hình dấu cộng, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình. Cô mời các em hãy tạo một trang trình chiếu mới, thực hiện gõ nội dung rồi chèn hình vào trang trình chiếu theo mẫu sau.
Các em lưu ý, để hình và chữ không đè lên nhau, em nên bố trí phần chữ ở ô riêng và phần hình ở ô riêng. Qua hoạt động này, các em cần ghi nhớ hai nội dung chính như sau. Sử dụng nút lệnh Picture để chèn tranh, ảnh vào trang trình chiếu. Sử dụng nút lệnh Shape để chèn hình vào trang trình chiếu. Sau khi đã chèn được tranh ảnh vào trang trình chiếu rồi, làm thế nào để ta có thể thay đổi được vị trí và kích thước của tranh ảnh? Để khám phá nội dung này, cô mời các em cùng tìm hiểu về hoạt động cơ bản 2: thay đổi vị trí, kích thước của tranh ảnh. Sau khi ta đã chèn được tranh ảnh, để thay đổi kích thước cho phù hợp với trang trình chiếu, chúng ta cần thực hiện qua 2 bước. Bước 1, nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi. Bước 2, di chuyển con trỏ chuột vào góc bất kỳ trên tranh. Khi con trỏ chuột chuyển sang hình mũi tên nghiêng trái hoặc mũi tên nghiêng phải, kéo để thay đổi kích thước của tranh ảnh và thả mũi chuột. Vậy, sau khi đã chèn được tranh ảnh, để thay đổi được vị trí cho phù hợp với trang trình chiếu, thì ta làm như thế nào? Cô giáo sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung tiếp theo: thay đổi vị trí của tranh ảnh. Để thay đổi được vị trí của tranh ảnh sao cho phù hợp với trang trình chiếu, ta cần thực hiện qua 2 bước. Bước 1, nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi vị trí. Bước 2, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến vị trí mong muốn rồi thả nút chuột. Bây giờ cô mời các em cùng quan sát cách thay đổi kích thước của tranh ảnh. Để thay đổi được kích thước của tranh ảnh cho phù hợp với trang trình chiếu, chúng ta cần thực hiện qua 2 bước. Bước 1, nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi. Bước 2, di chuyển con trỏ chuột vào góc bất kỳ trên tranh. Con trỏ chuột chuyển sang mũi tên nghiêng trái hoặc là mũi tên nghiêng phải. Chúng ta sẽ kéo để thay đổi kích thước của tranh, rồi thả nút chuột khi có kích thước vừa ý. Tiếp theo, để thay đổi vị trí của tranh ảnh, chúng ta cũng thực hiện qua 2 bước như sau. Bước 1, nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi vị trí. Bước 2, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến vị trí mong muốn rồi thả nút chuột. Tìm hiểu về cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu, cách thay đổi kích thước, vị trí của tranh ảnh trong trang trình chiếu. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng kiểm tra lại mức độ hiểu bài của em và trò chơi câu cá. Các bạn đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của mình chưa? Ở trò chơi này, mình sẽ đưa ra các câu hỏi. Nhiệm vụ của các bạn là tìm và câu được chú cá mang trên mình câu trả lời đúng cho câu hỏi mà mình đưa ra. Các bạn hãy bấm tạm dừng video sau mỗi câu hỏi để suy nghĩ và trả lời nhé! Trò chơi câu cá bắt đầu! Câu hỏi 1. Bạn hãy cho biết nút lệnh nào dùng để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu? A. Nút lệnh Picture. B. Nút lệnh Screenshot. C. Nút lệnh Photo Album. Và D. Nút lệnh Save. Chúng mình hãy cùng xem đáp án nhé. Và đáp án đúng của câu hỏi này là nút lệnh Picture. Xin chúc mừng tất cả những bạn có câu trả lời đúng. Chúng mình cùng chuyển sang câu hỏi thứ hai. Bạn hãy cho biết nút lệnh nào dùng để chèn hình vào trang trình chiếu? A. Nút lệnh Screenshot. B. Nút lệnh Photo Album. C. Nút lệnh Save. D. Hãy cùng xem đâu
xem. Chúng mình cùng chuyển sang câu hỏi thứ 3 nhé. Để thay đổi kích thước tranh ảnh trong trang trình chiếu, ta cần thực hiện qua mấy bước? Đáp án A, 1 bước. Đáp án B, 2 bước. Đáp án C, 3 bước. Và đáp án D, 4 bước. Và đây là đáp án của mình. 2 bước chính là câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc thử thách của mình. Chúc các bạn có thật nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích trong thời gian học trực tuyến với các thầy cô giáo nhé. Đã đến giờ mình phải quay về đại dương rồi. Tạm biệt các bạn. Các em đã vừa được khám phá nội dung của bài 3 tranh hình và tranh ảnh và trang trình chiếu. Ở bài học này, các em cần ghi nhớ các nội dung kiến thức sau. Nội dung thứ nhất, sử dụng nốt lệnh picture để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu. Nội dung thứ hai, sử dụng nốt lệnh save để chèn hình vào trang trình chiếu. Nội dung thứ ba, em di chuyển vị trí của hình tranh ảnh trong trang trình chiếu vào vị trí thích hợp để trang trình chiếu rõ ràng và đẹp mắt hơn. Trang trình chiếu, cách thay đổi vị trí kích thước của tranh ảnh.